Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn may mắn, bình an, phát tài, phát lộc. Quý anh chị và các bạn thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Giáp Tý không chỉ là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người Giáp Tý sinh năm 1984 không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Hôm nay, trong chuyên mục Tử Vi Phương Đông năm 2021 của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát muốn chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm Tân Sửu này. Trong năm tới đây, thì vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ ra sao? Mệnh chủ có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, để chúng ta không gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi năm 2021 tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ liên quan mật thiết đến những nỗ lực của bạn. Bạn càng cố gắng nỗ lực nhiều hơn thì sẽ cảm nhận được nhiều trong năm nay. Nhưng nếu bạn lười biếng và cố gắng trốn tránh công việc thì chắc chắn sẽ không đạt được gì trong năm nay. Mặc dù có nhiều thách thức trong công việc, bạn có thể nhận được kết quả tốt miễn là nắm bắt được cơ hội. Về tài chính thì bạn sẽ gặp may mắn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Đáng chú ý là sẽ có một số thăng trầm trong cuộc sống do các ngôi sao của năm 2021. Và bạn cần phải có biện pháp phòng ngừa tình huống xấu nhất trong cuộc sống. Tiến sang năm 2021, vận trình của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm Tân Sửu, sẽ có khá nhiều thay đổi. Tân Kim lộ xuất thương quan, Thái Tuế Sửu Thổ tọa tại Thứ Tài Cát Tinh. Thương quan sinh thứ tài mà Thái Tuế Sửu và Mùi tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi năm 2021 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cho thấy, mệnh chủ nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh chủ chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạn tài các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, mệnh chủ dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc thì cần phải lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh trọn đời, luôn được may mắn, bình an. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh, nên chủ động tích cực trong công việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ, dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm thì chuyện học hành thi cử của những chú chuột vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, thì trong năm thổ khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế Sửu Thổ, mệnh chủ dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui, cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng như là đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân, gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà vừa thể hiện được điều tiết cảm xúc của mình.
Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Tân Sửu 2021. Năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Người tuổi Giáp Tý trong nửa đầu năm 2011 tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc thì không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh tài chính, xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của con giáp này. Nhưng nửa cuối năm sẽ đón những bước chuyển mình mới mẻ trên con đường sự nghiệp, bạn có thể sẽ có cơ hội làm việc khá tốt, cũng có thể nhận được sự ủng hộ và ưu ái của cấp trên. Chỉ cần bản thân của mình tích cực chủ động giành lấy cơ hội về cho mình thì có thể phát triển toàn diện mọi tiềm năng sẵn có, nâng cao hiệu quả làm việc, đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Bản mệnh có những cách giải quyết mang tính đột phá với những vấn đề còn đang tồn đọng. Về cuối năm Tân Sửu, tuổi Giáp Tý chắc chắn sẽ có cơ hội để tăng lương, thăng chức. Tuy nhiên thì quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, dù đảm nhận vị trí nào, mức quan trọng ra sao thì con giáp này cũng đều phải chịu khá nhiều áp lực trong công việc. Mệnh chủ có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, đồng thời tăng thêm vốn kiến thức cho mình để tự giải tỏa áp lực một cách triệt để. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để mang lại may mắn, hóa giải vận thế năm 2021, tăng cường tài lộc về sau. Đối với những bạn còn đang độc thân thì về chuyện tình cảm sẽ có điềm báo hỷ. Mệnh chủ dễ gặp được người xứng đôi vừa lứa, bản thân không ít người bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, những người bạn đã quen biết lâu năm thì sẽ có phần đáng tin và dễ đi đến hạnh phúc hơn. Nam mệnh 38 tuổi, thổ tú chiếu mệnh, cần cẩn thận xử lý những điều khoản trong hợp đồng, tránh kiện tụng. Nữ mệnh 38 tuổi, vân hớn chiếu mệnh, cần đề phòng sảy thai, khó sinh hoặc gặp nạn mất máu. Sự nghiệp của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 và năm Tân Sửu. Người tuổi Giáp Tý sẽ mở rộng sự phát triển trong sự nghiệp vào năm 2021 và bạn sẽ đạt được kết quả tốt miễn là nỗ lực được thực hiện. Mở rộng chân trời của bạn và tăng cường thực hiện mạnh mẽ trong công việc sẽ đạt được điều gì đó xứng đáng. Những ngôi sao không may mắn sẽ khiến cho bạn phải chịu những lời chỉ trích và tranh chấp, nên tránh xa môi trường lúng túng, bùng nhùng ở nơi làm việc. Hãy tinh tế trong giao tiếp giữa cá nhân và thông minh trong xử lý công việc. Về sự nghiệp năm 2021 của tuổi Giáp Tý, Tân Kim lộ xuất thương quan, Sửu thổ tọa thiên tài. Trong năm nay thì nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao. Sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2021 để được may mắn bình an. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cần tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định. Mà ở đây, theo lịch vạn niên thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Tân Sửu này, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 không có tín hiệu rõ rệt về tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó. Trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn.
tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vào năm Tân Sửu. Hiệu quả tài chính có thể tốt và bạn sẽ có được thu nhập đáng kể, tiết kiệm được rất nhiều. Do may mắn có thu nhập từ công việc, ngoài thu nhập tiền lương ổn định, tuổi Giáp Tý 1984 cũng có thể nhận được tiền thưởng và ưu đãi do thuận lợi doanh nghiệp tăng hoặc hoàn thành các dự án lớn trong năm. Từ quan điểm của kinh doanh thì bạn sẽ trở nên rất nhanh nhạy và tìm thấy nhiều kênh hơn để kiếm tiền. Năm Tân Kim Lậu Xuất Thương Quan, Sửu Thổ Tọa Thiên Tài. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vào năm 2021 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tý Sửu Lâm Nhị Hợp, trong năm vượng tài vượng lộc mà thiên tài chỉ lối dẫn đường thì mệnh chủ nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra thì tài lộc trong năm của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có thể là tiền phi pháp hoạch tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền đó không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình nên dễ mất mát của thiên trả địa. Bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu. Và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, mệnh chủ dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm Thái Tuế Sửu Thổ, chủ về thổ khí vượng, có Thái Tuế trợ lực, làm việc có liên quan đến nước sẽ dễ thu lợi về tay. Tuy nhiên thì không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận, bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định. Nếu không, sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh, cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc. Như thế mới dễ dàng thu hút một lượng khách lớn, tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền, cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi ôm một chỗ, ôm cây đợi thỏ, muốn tiền đẻ ra tiền. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh để được lộc tài vượng tiến, suốt đời bình an. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Giáp Ngọ, dương lịch từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 9 tháng 7, tức là từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này, gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung thì những gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thì không nên tiến hành những công việc quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tình duyên của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vào năm Tân Sửu 2021. Xét đến phương diện tình cảm thì vào năm Tân Sửu tuổi Giáp Tý không có nhiều đào hoa cho lắm. Song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên là sao tình nhân. Thái Tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh. Vì thế so với nữ tuổi Giáp Tý 1984 thì nam mệnh sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Mệnh chủ hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên thì với nam mệnh đã kết hôn, có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến cho đối phương hiểu nhầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Giáp Tý 1984 thì tuy nói cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái này thì cần phải nhớ đừng quá mức chủ động cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội để thể hiện mình. Tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một chút bí ẩn để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là sự lựa chọn chính xác. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau sẽ càng ngày càng xa cách.
Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ và kích hoạt nhân duyên cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Về sức khỏe của tuổi Giáp Tý vào năm Tân Sửu, sẽ có phần đáng ngại, bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn. Tuy nhiên thì sẽ hồi phục nhanh chóng miễn là kiên trì điều trị và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng cao chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần phải để mắt đến ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Chính vì thế mà sức khỏe của tuổi Giáp Tý 1984 vào năm Tân Sửu có phần đáng ngại trong năm Thái Tuế mang bệnh phù tinh và thương quan tinh, mệnh chủ khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Bước sang năm Tân Sửu này, cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm thì nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh tiêu hóa hay là gan phổi khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra, trong năm 2021, thổ khí phượng, mệnh chủ cần chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình. Hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày. Sinh hoạt điều độ, hạn chế sức khuya và đến những chỗ âm u ẩm ướt hay là mang nhiều tà khí sát khí. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Để mang lại bình an may mắn cho mình, mệnh chủ hãy mang theo bên người trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh với bộ kinh Bát Nhã giúp cho hóa sát kỵ tà mạnh mẽ. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nam mạng, thổ tú chiếu mệnh. Sao thổ tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người mà bị sao thổ tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát. Trong đó nặng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn đến thiệt hại về tài chính của mình. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng, sao Văn Hán chiếu mệnh. Sao Văn Hán chiếu mạng, đàn ông hay đàn bà mà gặp sao này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng, gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy mà người bị sao Văn Hớn chiếu mệnh cần cẩn trọng trong lời nói, tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến kiện tụng cò bót. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Những người tuổi Giáp Tý có mệnh kim, tính ôn hòa, nhẫn nại, có cuộc sống hồi nhỏ nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi ro hơn là may mắn. Cuộc sống bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hơn vào năm 44 tuổi. Tuổi 43 là khoảng thời gian quá xấu, không được tròn đẹp bởi chính vì không cẩn thận, dè dặt. Con đường công danh của tuổi Giáp Tý chỉ ở mức trung bình và khó lên đến đỉnh cao của danh vọng. Nếu có cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, không được vững chắc. Tuy con đường công danh không sáng tỏ nhưng có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Nếu sáng suốt biết nhận định thì cuộc đời ít bị trở ngại. Về vấn đề gia cảnh, số trùng phùng được nhiều người mến thương, không đến nỗi phải bận tâm. Tuổi Giáp Tý có năng lực hoàn thành sự nghiệp rất sớm, tuy không bền vững, có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, nhưng ít ra cũng đạt được nhiều kết quả mong muốn, không đến nỗi phải nghèo túng như những người khác. Qua năm 44 tuổi thì sự nghiệp của họ vững chắc hơn, tuy nhiên còn phải chịu đựng năm 43 tuổi đầy khó khăn. Vấn đề tiền tài liên quan đến sự nghiệp rất nhiều, cũng khá là thăng trầm, nhờ sự sáng trí mà sự nghiệp lẫn tiền tài mới có được như ngày nay.
từ 43 cho đến 44 tuổi. Năm 43 tuổi gặp sao kế đô, hạn địa võng trong nhiều năm, có đau buồn, bệnh tật hay là tang khó bất ngờ, cần nhẫn nại, cầu trời Phật cho qua khỏi tai ương. Năm này thì có nhiều khó khăn xảy ra trong đời bạn, cần phải sáng suốt và bình tĩnh trước mọi biến động trong gia đình cũng như là về mặt xã hội tình cảm. Những vấn đề này thường xảy ra ở khoảng giữa năm, qua 44 tuổi vững vàng bù đắp lại những đau buồn đó, sự nghiệp tiến lên, tiền tài đầy đủ, gia đạo trở nên yên hòa, yên ấm. Từ 45 cho đến 47 tuổi, 2 năm này cuộc sống bắt đầu trỗi dậy và phát vượng mạnh mẽ, nghề nghiệp, tiền bạc cũng phát triển mạnh hơn, gia đạo vui tươi, phần con cái có bệnh hay thay đổi nghề nghiệp, việc làm. Phần cá nhân có đau bệnh nhỏ vào năm 46 và 47 tuổi, một lần đau nặng vào năm 47 tuổi. Ngoài ra thì việc làm ăn gia đạo vẫn tiến triển đều đặn. Từ 47 đến 50 tuổi, việc gia đạo có nhiều bê bối cá nhân, thường có bệnh trầm trọng. Nếu vượt qua được thì có phần ảnh hưởng con cái phải chịu lấy, gia đạo thường có sự bất an. Năm 48 tuổi tạm yên, 49 tuổi có nhiều thay đổi nhà cửa, việc làm. Vào 47 tuổi thì con cái có thăng quan tấn tước, làm nên cơ nghiệp. Từ 51 cho đến 55 tuổi, khoảng thời gian này trung bình, tiền bạc vô đều đặn, không có những sự thất bại mà chỉ còn nắm lấy thành công. Tuổi Giáp Tý qua 51, 52 tuổi thì con cháu tấn phát tài lộc điều hòa. 53 và 54 tuổi, con cái tấn phát mạnh hơn, cá nhân trong tình trạng bình thường, cuộc sống không có gì thay đổi quan trọng. Từ 56 cho đến 60 tuổi, số này có thể biến đổi về thân thế trong những năm 55 và 56 tuổi, 2 năm giằng co với sự sống. Tuy nhiên, nhờ ở phước đức gia tộc có thể kéo dài, con cháu có phần phát đạt tột độ vào năm 55 và đến 60 tuổi. Lúc này thì tiền bạc ít hao hụt, làm nhiều ra ít, cẩn thận cho bản thân vào những năm này. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm 2021 này, quý anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.